cuối cùng của năm 2023, thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn VinGroup, tôi xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để tới tham dự lễ khởi động chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tại thành phố Cam Ranh ngày hôm nay ạ. Thời báo này thì có những ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cam Ranh hướng đến mục tiêu trở thành đô thị du lịch vừa đi